Xin chào cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại là đang có mặt tại Tiền Giang để đính chính lại cái câu chuyện mà người phụ nữ tố chồng dùng dây xích tác động khiến ba mẹ con đã bỏ nhà ra đi. Và hiện tại là đang có mặt tại nhà của mẹ người chồng để hỏi rõ cái câu chuyện thật hư như sao mà người vợ này lại tố người chồng lên như vậy. Và cũng như đính chính lại coi chị bên kia có nói là sự thật hay không. Thì lại mời cả nhà cùng theo lại để gặp mẹ của anh chồng ha. Dạ con chào cô ha. Thì cô chào chị. Dạ vừa qua thì trên cộng đồng mạng có xôn xao một cái video clip, đó là có một người chị bị bạo hành, chị đó tên là Thảo. Thì theo con được biết, chị Thảo đó là vợ của con trai của cô và anh ấy tên là Quậy. Thì con được biết là cô có nhận một cái thông tin, đó là cô cũng muốn đính chính đâu đó. Thì anh em của tụi con cũng tìm hỏi những người dân xung quanh đây và tìm đến địa chỉ ngày hôm nay, tìm gặp gia đình mình để hỏi xem là cô muốn đính chính cái sự việc nó như thế nào. Cô cảm thấy là cái câu chuyện mà cái chị Thảo này đưa lên ra sao, đúng thật gì đó. Thì ở đây tụi con là kẻ giữa, là người trung lập, tụi con không có nói chị Thảo là đúng hay sai, và thậm chí anh Quậy đây cũng không, tụi con không có đánh giá ai đúng hay sai gì cả, tại vì câu chuyện tụi con chỉ được biết từ một phía thôi. Ngày hôm nay con gặp đây là phía thứ hai, và con mong cô là chia sẻ những gì mà cô được biết và cô cảm thấy đúng sai gì đó, cô chia sẻ cho anh em tụi con nha. Thì cô cũng được biết là như tôi nói hồi hôm đó, bây giờ tôi kể lại cho mấy chú này nghe. Dạ. Là coi như á, trong khi đó là con trai tôi với con dâu tôi là nó quấn lộn ở nhà nó. Dạ. Không hay, không biết gì hết. Rồi con trai tôi mới về đây, con dâu nó mới vô đây. Nó chạy theo nhỏ, nó chạy bộ, nó chạy xe, nó chạy vô đây. Rồi nó chửi thằng này, mà nó la lớn dữ lắm. Rồi thằng này nó mới nói á, đi về ngoài đi nghe. Ở đó mà nói hoài chửi hoài á là tao quánh nữa gắn chuyện hoài đó. Tôi mới nói là cái gì mà gây lộn với lộn vậy bay. Rồi cái nó nói anh Quậy mà quánh con là bằng dây xích dây xéo gì đó, thì quánh ở ngoài thì tôi không biết, nhưng quánh đây thì tôi biết. Rồi là nó mới nói thằng Quậy thì có vợ nhỏ vợ lớn gì đó không biết, mà thằng con tôi á thì nó đi mần á là vô ca 2 giờ, 10 giờ mới về, mới tan là về tới nhà gần 11 giờ, mà bạn nó ngủ đi nhậu đâu đó không biết. Rồi nó đi tới 2-3 giờ sáng nó mới về. Thì ví dụ nó có đi thì về nó cũng ngủ rồi á, buổi chiều nó cũng đi mần chứ nó đâu phải mà nó nghỉ. Anh đi mần mà anh đi như vậy anh đi đâu, anh theo con nào, anh có vợ nhỏ anh theo con nào. Anh theo con nào mà anh mới đi tới giờ mới về. Cái hàng con tôi mới nói là tôi không có đi đâu hết á, tôi theo mấy thằng bạn vợ nó rủ tôi đi nhậu thôi, chứ vợ nhỏ vợ lớn gì nói tầm bậy là tôi quánh gắn chịu đó. Thì nghe vô đây nó nói vậy hen. Thì hồi đầu tiên thì ở ngoài thì tôi không biết, vô đây nó nói vậy cái bắt đầu hàng nãy nó giờ về không, không về tôi quánh gắn chịu. Thì hồi lúc đầu thì có đứa cháu ngoại với đứa cháu nội nó đứng lại với tôi. Rồi thằng con trai tôi thì nó lớn con mà, rồi hai đứa nó níu kéo lại thì thằng này không có quánh. Trong khi rồi hai đứa nhỏ đi về ngoại mà nó nói hoài, tôi nói thôi bây giờ ngoại đi với bãi mới nhảm nhảm quên hồi nó quánh bay à đó. Tụi mới nói vậy, nó nói là quánh chết thì thôi chứ không bao giờ nó đi. Nó đi thằng này nó mới tức, thì nó ngồi cái ghế vậy nè, cái nó đứng dậy nó hốt cái ghế này nhắm. Nó là đàn ông mà tôi làm sao lợi nó. Cái tôi níu tôi kéo nó, thì nói nào ngay nó sợ tôi té. Nó cũng ôm tôi, rồi cái tay nó nắm cái ghế vậy, nó cũng quên nó quánh nhỏ kia lặn cái đầu. Mà chắc hụt, bởi vì tôi thấy nó vừa khum xuống là cái ghế đó đó, cái này nè, khum xuống là cái đầu nó lọt lòng cái ghế như vậy đó. Rồi nó quánh cái rồi thôi nó nhảm hoài. Thằng này nổi điên đó, đứng dậy nó làm một cái nữa là nó quánh 2 cái, làm cái sao mới đánh chảy máu. Tôi nói đó, mày quánh nó chảy máu rồi kìa, mày chết. Rồi tôi mới hiểu, thôi đi về, con đi về đi, mày đi về đi. Tao đưa cho 200 ngàn, lúc đó là tôi cũng có tiền. Em chồng tôi nó trả tôi 220, tôi mới cho nó 200. Bây giờ là kêu con thứ ba chở đi xuống nhà thương là mai lại. Rồi lấy thuốc rồi về, để bỏ mấy nhỏ ngoài. Nó nói vợ nó không đi, chết thì nó về nhà nó ở, nó chết chứ nó không chịu đi. Tôi khóc,
tôi khóc tôi đi theo, theo nó đi lên tới đó, lúc về nhà trên đó, cái tôi nói bây giờ mày không đi phải không? Mày không đi giờ tao trở lại với trời mưa trời gió tao theo bay chi, theo bay ra ngoài giờ tao mắc mưa làm sao? Rồi cái nó không chịu, rồi mày về đi, con không đi, về ngoài con chết con nằm đó con chết chứ con không đi, tôi khóc nó thiệt, thấy nó chảy máu rồi tôi cũng khóc tôi cũng thương nó chứ mày không không, mà nó không chịu thì tôi biết làm sao? Cái rồi cháu nội tôi lội ra, lội ra thì thấy nó cũng hơi êm, rồi trở về, đi vậy như vậy đó. Còn đầu tiên đó thì cái đó lát nữa thằng trai tôi về đó, thì nó nói lại cho mấy chú nghe. Mà cái chuyện mà bị anh quầy cái đấy dây xích quýnh chị Thảo là có không cô? Không, ở ngoài nhà thì không biết. Hồi đầu tiên quýnh ở nhà. Dạ. Nhưng mà nó vô đây thì đêm hôm á, nó nói là nó có quýnh hai bạc tay với lại cộng dây xích. Là không phải cái cộng đó là cả cộng phát cửa nhà. À cái móc khóa khóa cửa nhà à, cô ha. Cái lọng tòn cái nhà vậy nè. À, nó mới nói là nó lấy cái đó thì nó quánh vô mấy vách rồi á nó tính hù thôi chứ nó không quánh không quấy không quánh ngay con Thảo, nó quánh tạt cái vách vậy nè trúng vô cái giò nó. Nó nói vậy thì tôi nghe vậy. Nhưng mà nhà thì không biết thiệt, tới chừng hai vợ chồng vô đây thì áo đã ở đây là tôi mới biết thôi. Rồi á là nó đi lên mạng nó nói xấu con tôi, mà con tôi đi mà ngồi hôm đó chú này thấy gì vậy? Mình bảy như tròn mưa gió mình nói con tôi một ngày quánh mỗi ngày mỗi gánh một tấn quánh 30 ngày mà quánh hết 31 ngày rồi dạ, tôi buồn cái đó đó, tôi mong cho mấy chú mà xem xét lại cho con tôi chứ nó thiệt nó thiệt nó bớt vậy tôi cũng đồng ý dạ. Nó ở đây nó cũng ba bác dân túng người ta còn lời em ăn vốn tôi mà con tôi nó thương nữa. Nó bình vợ nó mình nó chửi tôi không còn chỗ nữa. Nó bẻ tới mít của bà kia rồi, ngoài kia bà điện vô con dâu bà lên đây nói tôi mới chạy ra mà tối tôi rồi. Tôi chạy ra năn nỉ ta, tôi lên tôi mới gầy nó. Cái ai là con, người bẻ mít cô? Con dâu. Là chị Thảo à? Con Thảo. Nó bẻ mà người ta nói nó bẻ rồi á. Nó nhiều, còn bỏ cái dao ở dưới. Nhiều lần không cô? Có một lần đó, rồi tôi kể cho chú nghe tại kể là kể vậy đó. Nhưng mà điều á, tại tôi thấy con tôi nó thương nó quá, nó chửi tôi tức tôi kể cho nghe vậy thôi. Với hai nữa nó chửi tôi không còn gì hết, tôi từ bà luôn. Thôi giờ mày từ tao biết làm sao giờ, chứ vợ là vợ mày vậy tao đang năn nỉ mà tao ra tao nói tao thương mày, tao ra tao nói cho mày nghe mà mày chửi tao vậy thôi tao hết biết mày rồi đó. Chứ còn tôi không, cái vụ nó bính lộn là tôi không biết vụ gì hết á. Tức là hai vợ chồng mình sống riêng đúng không cô ha? Dạ chị Thảo là về nhà mình làm dâu được bao nhiêu năm rồi cô? Nó không có về làm dâu tôi. Trước khi hai đứa nó quen nhau thì nó mới vô, nó thằng này dẫn về đây. Rồi tôi nghe nó nói nó đi bán quán bán gì đâu ngoài á, tôi không chịu. Tôi không chịu rồi tôi đang suy nghĩ. Giờ con tôi đi chơi quá tôi sợ nó hút xì ke ma tí mà nó thì không có. Nên hiện ra tôi mới thôi giờ chịu rồi, rồi tôi cũng chịu. Mà nó nói láo tôi một lần nữa, gửi tôi sao nó nói láo tôi. Nó nói mà tôi hỏi nó vậy chứ con, bác hỏi con vậy chứ gia đình con ở đâu. Nó nói ở ngoài Nhị Quý. Nhưng mà thực tế tôi hỏi lại là không phải ở Nhị Quý. Rồi nó hỏi hỏi nữa thì nó nói nó ở Vĩnh Long. Rồi hỏi nữa nó nói ở Đồng Tháp. Rồi cuối cùng lại nó ở là có hai đứa con, một đứa con gái 6 tuổi rồi, chưa biết gia đình nó là nó ở đâu. Rồi nó nói với tôi là con ở Nhị Quý mà cha con á thì cha con với mẹ con ly thân, cha con nó ngoài lộ, mẹ con ở trong vườn. Rồi tôi mới nói thôi giờ miễn con nói vậy á thì con dẫn quậy về ngoài đi, sau này nó bán cơm. Sau này nó bán quán cơm nữa. Rồi nó mới nói con giờ con bán quán cơm. Tôi mới nói con bán quán cơm thì con dẫn quậy đi về ngoài đi, về Nhị Quý đó. Rồi nó phụ với con bán cơm đi. Rồi bác rồi đó. Lúc đó tôi cũng khổ dữ lắm. Ê, tôi mới nói dẫn về ngoài đi rồi nó phụ bán cơm với con. Rồi bác đó thì mừng có tiền. Lúc ông chồng còn bắt mình có tiền phải sắm đôi bông, bắt ra bắt nói phải quấy gia đình con chứ giờ bác không đi nói cưới gì được. Nó nói khỏi khỏi bông vòng gì hết đó bác ơi. Rồi như vậy nếu mình con gái thì mình đâu có nói như vậy, nếu mình còn con gái thì mình đâu có nói như vậy được. Cái sau cuối cùng tôi cũng vẫn chịu. Cuối cùng cái 3 ngày sau cái tôi nghe cô năm của thằng này nè, thằng con tôi nói là con này
là nó lấy ông và vợ là xui của cô Năm đó đi, ông và vợ của thằng Khanh con của cổ. Cái tôi kêu thằng con tôi về, tôi điện nó ở ngoài, tôi mới điện nó, tôi kêu mày về đây, mày về đây tao nói chuyện với mày. À, một mình mày cũng được mà có ông Thảo càng tốt. Cái tối nó dẫn về, tôi mới nói bây giờ tao nói thẳng với bay là tao không chịu bay. Bay nói láo nói sượt tao quá mà tao đâu có chịu bay được. Hỏi bay có chồng có con mà bị giấu tao, bay nói bay không có con. Cái thứ nhất, cái thứ hai tôi hỏi thăm nó, nó gia đình không phải ở Nhị Quý mà bay nói tao ở Nhị Quý. Rồi hỏi gia đình nó làm sao, nó nói giờ nó có bốn chị em gái, có chồng nước ngoài hết ba đứa rồi, còn có mình nó ở vậy nó nuôi bà già nó. Thôi tôi cũng tin lời nó cái câu nói đó đi. Cuối cùng nói láo không, bây giờ cuối cùng lại là một ngày nay á, hai vợ chồng quấn lộn, biết ra là nó ở Vĩnh Long. Chứ hồi đó giờ không biết nó ở đâu mà không có biết một miếng giấy lận lưng. Rồi nó đẻ nhỏ ra tôi mới nói, hồi ổng còn sống, rồi ổng cũng nói nữa, thôi giờ con đi về trển, con á bằng cái giấy căn cước, rồi con đi về đặng hai đứa kết hôn vô, đặng bằng giấy hôn thú, kết hôn rồi đó, bằng cái xanh cho con, bay đặng con bay đi học, chứ giờ mẹ cha đã dốt rồi, giờ bỏ con dốt nữa ha, cái đứa nào cũng giả giả chứ bằng đâu có đủ, một mình thằng này mà bằng nuôi bốn miệng ăn, như hai vợ chồng hai đứa con. Rồi tiền đâu mà có đôi ba triệu bạc mà đi về Vĩnh Long. Mà hồi đó không biết ở Vĩnh Long thiệt. Hồi Vĩnh Long, hồi là Đồng Tháp mà có biết nó ở đâu. Nói tóm lại là không biết cái xuất xứ là từ đâu đúng không cô? Không biết từ đâu ra hết mà chỉ biết nó vậy thôi chứ không biết cái chỗ ở đâu. Đến bây giờ các bác đã biết chính xác là chị bây giờ mới biết đó. Tôi Vĩnh Long rồi ở tại Vĩnh Long. Hiện tại là cái lý do mà cô đây nói tức nghĩa là cô không đồng ý vì cô không biết xuất xứ ở đâu. Không phải, tôi không chịu cái gì, bởi vì nó nói là Nhị Quý là tôi tưởng nó ở ngoài Nhị Quý thôi. Là tôi không chịu nó cái là một là nó nói láo với tôi, hai nữa nó lấy cái ông xui của cô Năm nó là tôi không đồng ý. Ủa, trước kia là cô lấy nhưng mà cái chuyện đó là cô biết hay nghe người khác nói? Cái thằng con cô Năm đó là ông và vợ nó nói mà. Thằng Khanh con cô Năm nó là ông già vợ của nó là về đó ăn nhậu với ông đó đó. Rồi thằng con tôi mới đi theo cái thằng con của ông đó là thằng Bê Đê á, mấy gà đó ăn nhậu chung. Rồi cái hai đứa tò ti tí tí gì không biết, cái nó dẫn nhỏ này dẫn này. Rồi ổng thì người ta cũng có vợ có con cháu nội cháu ngoại rồi mà, thì nó mà bây giờ nó 40 mấy tuổi mà nó nói có 38 tuổi. Thì thôi nhà nó nói nhiêu tuổi kệ nó, nhưng mà tôi không đồng ý như vậy. Bởi vì ở với ông Xu của em tôi mà. Bây giờ mày dẫn về, bây giờ biển mày thương nó thì dẫn đi đâu dẫn. Mẹ không chấp nhận con Thảo là làm dâu cho mẹ nữa rồi. Tuy mặc dù mẹ nghèo vậy chứ phải, nó nói thiệt với mẹ thì mẹ đồng ý. Còn cái này không nói thiệt, bây giờ mẹ nghe vậy thôi, giờ tụi bay đi đâu, bây giờ nắm tay dẫn đi đâu dẫn. Chứ mẹ không đồng ý là về làm dâu mẹ rồi đó. Mà cô biết cái sự việc đấy lâu chưa cô? Thì coi như hai đứa nó quen đâu có vài ba tháng gì là. Cô biết cái sự thật là Thảo tòn kem tí te đó lâu chưa? Trời ơi, nay ở với ông kia hay là thằng con tôi? Ở ông kia á, ông Năm á. Không biết. Không biết ha. Không biết. Tới chừng thằng này không biết thì thằng Khanh biết. Thằng Khanh nó mới nói cũng về ở với ổng ăn nhậu mà bà vợ sợ ổng. Bà vợ không dám nói nhưng mà không cho vô nhà. Ông đó với nó đồ nhậu ở ngoài gốc cây. Chị Thảo nhậu với ông Năm đó luôn hả? À, nhậu với ông đó đó, ổng biết ổng thứ mấy thì mình không biết. Dạ. Ổng nhậu với con nhỏ đó là bà không cho vô nhà vì bà sợ ổng đó. Rồi bà không có dám làm gì con Thảo. Cái nhậu ở ngoài. Rồi thằng con ổng mới dẫn bê đê đó mới dẫn con tôi ra gặp một cuộc nhậu chung. Nhậu chung rồi là hai đứa gù ghì sao đúng biết mà dẫn về đây. Vậy thôi. Tôi mới không chịu, chứ hồi đầu thì tôi cũng chịu rồi. Rồi sau cuối cùng lại á, là nó nói ra nữa. Rồi nó có chồng, nó có con, mà con tôi lúc đó mới có 2 năm nay á, tuổi nhà nước là 31 tuổi, mà tuổi nó đẻ thì 32 tuổi. Là mấy chú thấy nó hồi đó 20 mấy tuổi. Mà lúc đó là nó 37, 38 tuổi rồi.
Cô nhớ chính xác là hai người ở chung với nhau được bao nhiêu năm rồi? Thì bây giờ con nhỏ 6 tuổi rồi. Thì trước khi đặt mang thai là 1 năm. Thì tính là khoảng 7 năm ha. Đó là 7 năm. Đó. Rồi á bây giờ á là nó không phải ở đây nữa. Hồi đầu mới dẫn đi tôi không chịu, dẫn đi là dẫn ra Kinh Hai. Đi ra ngoài á, ở ngoài Kinh Hai á, khổ sở quá đi. Thành ra nó không có ở ngoài được. Rồi con chị nó mới nói thôi giờ về trong này rồi kiếm công chuyện gì mần. Chứ bây ở vậy bây không có cơm gạo bây ăn rồi làm sao. Rồi nói bây đùm túm gì trong đây. Về trong đây là cũng chưa ở trên đó nữa. Ở ngoài nhà trọ, ở đây nè, đây đi ra đó. Ở ngoài nhà trọ đó. Rồi nó đẻ đứa nhỏ. Đẻ đứa nhỏ ra rồi. Là nó mới giờ về trên đây chắc cũng 2-3 năm gì vậy. Cô cho con hỏi này. Cái việc mà chị Thảo với lại chị Thảo là có con riêng, cô biết cái chuyện đó khi trước khi quen với lại anh Quậy không? Không. Rồi chị có nói với cô là đã có con riêng không? Không nói. Là chị nói là còn con gái hay là như thế nào cô? Thì hư giờ 4 chị em có chồng một ba người còn mình nó ở vậy nó nuôi mẹ nó thôi, nó nói vậy thôi chứ nó không có gái cũng được. Chị nói là chị không có gia đình. À vậy là nó không có gia đình. Dạ. Đó. Nhưng mà sau này thì bao nhiêu lâu cô đã biết cái chuyện đó? Thì trong vòng có 3 ngày thôi. Thì ở ngoài là cô Năm nó nghe vậy, cô với Thanh nó nghe vậy đó. Đã quay về ở với anh Quậy chưa mà cô biết? Thì quay về hai đứa chưa ở nhưng mà biết là Quậy nó dẫn về quen, dẫn về rồi đi chơi vòng họ chồng sớm rồi vậy á. Cô Năm mới thấy. Thằng Thanh mới thấy. Mấy tôi đi ra ngoài cô Năm nói thằng Thanh mới nói. Ban đầu gặp cô, chị Thảo gặp cô nói là không có gia đình, không có con. Ở vậy luôn nè. Khoảng 3-4 ngày sau thì đó biết cô biết được cái chuyện đó. Biết cái chuyện là nó có con với nó ở với ông kia. Đó, thành ra tôi không chịu. Chẳng thà lúc đầu mà chị, nếu mà chị Thảo nói thật thì chắc cô cũng chấp nhận ha. Đúng rồi. Phải nói thật thì chắc cũng chấp nhận. Cái điều mà cô băn khoăn nhất là về cái xuất xứ và cái đa lịch thì cô không nắm rõ, bởi vậy cô cũng không dám quyết định cho hai người sống chung với nhau ha. Hỏi nó thì nó nói là sao gì ở với con tôi, rồi hỏi nó nói ở Vĩnh Long, rồi hồi nó ở Đồng Tháp. Rồi có biết ở đâu đâu. Rồi cho con hỏi là cô thì trong cái quá trình chung sống chị Thảo có thường hay tiếp xúc với cô không? Hai mẹ con có thuận không? Không. Không có thuận hả? Bởi vì tôi không cho nó về đây mà. Ồ. Đó tôi không chịu là tôi không rồi, không nói chuyện. Rồi chắc là Quậy thương rồi, Quậy dẫn đi sống riêng. Dẫn đi nhà trọ. Cô ơi, hình như con thấy chị Thảo có hai người con thì cái bé nào là cháu ruột bé của gái. Cô? Bé gái là cháu ruột của cô ha? Dạ. Bé gái nó nhỏ, còn thằng Biên kia là nó tới 8-9 tuổi gì rồi. Dạ. Cháu gái tôi. Cô có hay thăm nom chăm sóc cháu cháu bé đó? Thì nó ở cái bên cái đường quẹo vô nè. Ờ dạ. Đường quẹo vô là cái chòi đó đó. Dạ. Là nó ở đó, nó giữ giùm giường cho dạ. Con chủ đó. Rồi là người ta không có lấy tiền nhà mà người ta cho nó ở. Chỉ nó xài nước bao nhiêu, điện bao nhiêu thì nó đóng thôi. Rồi là cha nó miếng giả tỷ nó bằng buổi chiều thì buổi sáng nó chở nó vô. Dạ. Rồi dạ, cô vẫn chăm sóc cháu bình thường. Tôi mới nói con vô đây con cơm chưa con. Rồi nhiều khi có thằng nhỏ nó vô cũng có hai anh em con cơm chưa, bà nội với cơm ăn. Thì thằng nhỏ kia nó cũng kêu mình bà nội. Thì giờ mình nghĩ người lớn nó không phải thôi chứ con nít nó biết gì mà trách nó đúng không? Bỏ bê. Dạ. Là nó vô đây tôi cũng quan tâm hai đứa nhỏ. Rồi nhiều khi tôi giận nhà có làm gì ăn hay có đám có tiệc tôi không cho mẹ nó vô. Tôi nói thật, có cái gì tôi nói cái này. Nhưng mà tôi kêu thằng con tôi chở hai đứa nhỏ vô ăn. Tao với nó là tao không thích nó vô nhà tao là tao không cho vô. Chứ là cô không thích thôi đúng không? Tôi không thích nó. Chứ là tại vì cô không chấp nhận mà. Tôi chấp nhận là tôi không thích. Còn bây giờ cho con hỏi thẳng vấn đề nè. Cái việc mà từ bữa đến giờ chị Thảo có nói về anh Quậy cũng như gia đình của mình đó, thì cô xác nhận là bị con là những cái lời chị Thảo nói là có đúng sự thật hay là không? Thì đó không đúng. Cũng nói cũng có đúng một phần nào. Dạ. Nhưng mà có trật một phần nào. Thành ra tôi muốn là ai đó lại đây đặng hỏi đặng người gia đình này nói cho phân giải cho con tôi một số vấn đề. Dạ. Là nó không có mà vợ nó vu oan phần nào đúng phần nào trạch cô cứ nói. Cô cứ nói rõ phần nào đúng phần nào trạch, phần nào chị đó nói sai cô nói đi, cái nào đúng cái nào sai. Nó nói là thằng này không có đi mần, tối ngày ăn nhậu một ngày 3 giá. Dạ. Mà ăn tháng 30 ngày quá nó hết 31 ngày. Hồi đó con tôi đem nó về đây được chừng 50-60 kg mà bây giờ nó 80-80 mấy ký rồi.
theo con tôi bánh 6 năm nay á, tôi độ nó chừng 6 năm nay chắc nó chừng 20-30 kg vậy. Chứ làm gì được 8 mấy ký. Đó, quấn lên ký thì là chắc quậy nuôi tốt ha. À, tốt thì không tốt, mà điều á thì nhậu thì luôn nhậu gì cũng nóng. Nó thì nó hay chửi. Rồi thằng này cũng quánh, một hai khi cũng có quánh chứ không phải không quánh. Nhưng mà sao ở được? Mà bây giờ lại nó nói như vậy. Đó. Chứ đâu phải con tôi mà không mần. Con tôi không mần mà bỏ bê mẹ con nó. Nó con vợ nó thì nói nào ngay nó cũng không cho đi mần. Nó nói thôi em ở nhà đi giữ con, anh mần cũng đủ ăn chứ gì. Rồi nó ở nhà thì nó đi bắt ốc, về nó lễ nó bán khi có ngà, không phải đi hoài nha. Lâu lâu vậy đi một bữa, lâu lâu vậy đi một bữa chứ ốc đâu bắt hoài. Vậy tóm lại cái câu chuyện rằng chị Thảo có những cái lời nói mà cái kiểu mà nó không đúng quá đúng không cô? Có lúc là ví dụ vợ chồng thường xuyên là có cự cãi và có đánh qua đánh lại là có. Có. Nhưng mà cái câu chuyện mà hành hạ như vậy là không có đúng không cô ha? Không có hành hạ mà đến đổi như vậy. Dạ. Yeah. Điều cũng gây lộn rồi quánh qua, quánh một hai bạc tay vậy thôi. Yeah. Có thì cũng có đó, cũng có chứ không phải không. Thì... tôi không có bên con tôi. Ủa sao mà cô cho con hỏi là sao cô không liên hệ với cái kênh nào đó mà quay á thì cô đứng chính lại? Trời ơi tôi đâu. Tôi nói mà họ không chịu mà. Sao không chịu? Họ bên bên kia không à. Sao mà không chịu? Quay qua hai bên chứ. Họ bên bên kia không à. Cô cũng đã có rồi rồi nhưng mà bên kia có không gọi, chịu cho cô lên tiếng có nha. Có điện thoại lên rồi nha. Rồi mà tôi nói chuyện không cho tôi nói. Tôi nói đại, tôi nói à, tôi cũng lướt theo tôi nói. Rồi tôi nói cũng hơi lớn tiếng. Không? Rồi á là đòi đi vô đây, đi khảo sát đâu khúc trên á. Rồi người ta nói á, cái gia đình này mà hung dữ hay gì đâu ngoài á. À giờ cái xóm giềng ở ngoài người ta không cho mấy chú đó vô đây. Nó gia đình hung dữ hay sao rồi, cái đó mình không biết hen. Nhưng mà hôm giờ khảo sát ở ngoài là nghe đủ hết rồi. Khỏi cần vô nhà trong đây. Chứ ở ngoài người ta không cho đằng này vô. Rồi giờ mấy chú vô thấy gia đình tôi sao. Đó, như vậy đó. Rồi họ không vô, họ nói vậy thôi. Là cái chú gì đó, chú gì lên đó, nói đó, chú đó đó. Dạ. Thì nói lại gia đình ở đây hung dữ hay sao không biết rồi không cho vô. Rồi điện biểu tôi, con dâu tôi điện biểu tôi là đi ra công an mời. Rồi mà tôi không có nhà, rồi điện gái tôi nó không điện số tôi nữa, đâu biết số tôi đâu, tôi đâu cho mà biết. Điện gái tôi nói mẹ đi không có nhà. Nó nói công an mời. Rồi con gái tôi mới trả lời là nói công an mời thì công an có giấy tờ chứ công an mời không tự nhiên mời vậy. Công an mời ai? Mời mà tôi đi ra ngoài. Dạ. Mà bây giờ thí dụ những chuyện này nó đã nói láo với tôi rồi, tôi đâu có tin lời nó. Thí dụ bây giờ muốn ngoài công an muốn như vậy cũng phải cho hỏng đưa giấy vô thì ở ngoài chạy vô đây tí xíu chứ gì cũng. Tức nghĩa là cô không tin lời chị Thảo. Không tin lời con Thảo. Dạ. Rồi á một hồi cái nó điện trả lời nó nói là ở trên quê đó có hai ông anh nó xuống kêu mẹ ra liền. Rồi á là con tôi nói chị Bảy nó nói nếu mà gia đình ở trển xuống thì phải vô đây chứ biểu mẹ đi ra ngoài làm gì không mẹ không đi đâu nó. Rồi cái bắt đầu cái người đó mới nói là rồi sau này đâu chiều tối gì đó điện người mới nói là có mời mà không ra thì thôi chứ người ta không chịu vô nhà. Ở ngoài người ta nói là cái nhà này sao đó người ta không cho vô. Dạ. Yeah. Vì cái đó là nó không, chú đó không có nói nhưng mà nói vô ở ngoài là cản cản cho vô nhà. Tức là bây giờ theo ý của cô cũng nói rằng Thảo với những cái người đó bên kia, ví dụ những cái người mà đăng tải thông tin cũng không dám vô nhà cô đúng để đính chính đúng không? Đúng. Và cô sẵn sàng rằng đối chất ba mặt một lời với những cái người đó ha. Đúng. Tức là đối chất với chị Thảo luôn. Đúng. Và cái câu chuyện rằng có cái sự việc rằng chồng tức là anh quậy con trai của cô có hành hạ chị hay không? Và quan trọng rằng bà nội có đối xử tốt với những đứa con của chị Thảo hay là không hả cô ha? Tôi là thí dụ như tôi đi tiệm đi búa đồ tôi cũng mua bánh đồ cho nó. Yeah. Nhiều khi tôi mua bánh mì không về cháu ngoại ăn thì cháu cũng ghé cho cháu nội. Yeah. Chứ còn tôi là không có bỏ thiệt. Thì tụi con tới đây tụi con muốn cho cô cũng như là bên gia đình bên đây nói hết. Rồi nếu mà có được thì con quay chị Thảo cho chị Thảo nói hết, tức là để xem rằng cái câu chuyện rằng ai có những cái ý kiến đúng sai vậy thôi, chứ không phải là nghe một cái chiều mà để mà phán xét người ta như vậy. Thật sự rằng nếu mà anh Quậy có những cái hành vi như vậy thì tụi con cũng lên án vậy đúng không cô? Nói chung tụi con đến đây cũng không bên này hết trơn, nói sao tụi con sẽ truyền tải lên đúng mình vậy thôi. Thôi chứ dạ. Mình đâu có
tại vì đôi khi là binh một phía là bỏ một phía là không được. Tại còn cái chúng làm mình kia là toàn binh Thảo Thông, nói gì là họ ngắt ngang không cho đằng này nói không à. Dạ. Cô là khẳng định với các anh em đây là chị Thảo là làm dâu 6 năm nhưng mà hiện tại là quê gốc ghé ở đâu? À, không làm dâu nhưng mà ở với con là... trai của cô là 6 năm rồi. Vợ chồng thôi, không có một đứa con, đứa có một đứa con rồi nhưng mà không biết là gốc ghét của chị Thảo ở đâu luôn. À. Vậy nó không cho biết mà. Dạ. Biết được. Giấu cô luôn. Đến bây giờ cũng cô cũng không liên hệ được với bên kia luôn à. Không. Họ hàng bên kia cô không biết một người nào luôn. Là nhờ cái vụ này là khi mà đưa lên mạng về mới biết là con dâu của cô là hiện tại ở Vĩnh Long thôi. À. Mà bây giờ hỏi chứ con gái mà nó đi năm nay là 10 năm, mười mấy năm rồi không về nhà. Rồi như vậy là nó lý do sao mà nó đi, nó bỏ nhà nó tới 10 năm, mười mấy năm vậy? Chị Thảo có giấy tờ gì không cô? Không có miếng giấy gì mà lận lưng dứt. Không có miếng giấy gì luôn? Không luôn. À. Rồi mấy bé có đi học không cô? Năm nay mấy bé bao nhiêu tuổi rồi? Thì thằng lớn của nó thì nay 8-9 tuổi gì rồi, học hành gì vậy chứ nó không kết hôn với thằng này rồi có mừng giấy không, kết hôn đâu mà mừng khai sinh được. Khai sinh thì học, nhóc thì là khai sinh luôn. Không có đứa nào luôn. Trời hồi đầu ổng còn sống, rồi ba cái người ở ngoài công an ủy ban ngoài á là ổng còn sống, ổng quen, bị gì ổng cũng đằng này thì thương binh. Yeah. Ừ, cũng quen biết. Rồi ổng ra ổng nói cũng dễ dàng hơn, đặng về mừng giấy khai sinh cho cháu nội. Rồi đi ra ngoài rồi cái con chị nó lấy cái sổ gia đình đi mận gì ở thành phố chưa đem gì à. Vậy rồi cái vợ chồng nó bỏ luôn, bỏ luôn tới ngày nay. Rồi tôi mới nói thôi bây giờ nó 6 tuổi rồi, nó qua cái học lớp mẫu giáo rồi. Giờ tụi bay đi về nhà, bay nói với vợ với con Thảo á, bay về trển. Rồi bay mần cái căn cước lại, rồi bay về đây. Đặng hai đứa bay á, là mần... mà cái giấy gì kết hôn đặng rồi mình phải sanh cho con bay đi học chứ tụi bay dốt rồi bay để cho con bay dốt luôn hay gì. Rồi nó để nó không nói gì hết, rồi nó để lưu ầm hà sứ vậy đó hả, ghét rồi tôi thoảng ngọn rồi tôi đâu có nói nữa, nó không đi rồi nói gì ra hoài đó. Nó rồi tôi nói vậy rồi mấy chú nghe rồi tôi nói đúng hay nói sai. Bây giờ con cháu tôi thì tôi cũng thương nó thiệt, mà bây giờ là con mẹ nó là nói không được rồi cũng chịu thua. Bây giờ cái ước muốn của cô mong chị Thảo về đây để mà đối chất với cô luôn đúng không cô ha? Đúng. Rồi đối chất với anh Quậy luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu chị Thảo không dám về mà muốn hẹn chỗ khác thì cô với anh Quậy có đi đến đó không? Không. Sao không? Thí dụ ra ủy ban này tôi đi, còn miếng đi nữa tôi không đi. À tức là ra bên các cấp chính quyền thì ra. Đúng. Còn bây giờ mà hẹn chỗ nhà khác không ra ha? Nhưng mà là tại nhà đây nè. Tại nhà đây càng tốt nữa. Dạ. Còn muốn đi ra ủy ban, ra công an đồ tôi cũng vẫn đi. Dẫn các bạn đi. Dẫn đi. Dạ. Bị gì á, nếu mình trúng mình đâu có sợ, mình trật mình mới trốn người ta thôi chứ mình trúng mình đâu có sợ cái gì. Dạ. Đó. Tôi vẫn bên nó, tôi thương nó rất nhiều. Nó thì cũng thảo ăn với tôi. Ví dụ á, sau này nè nghe, chứ hồi đầu thì không có. Nó giăng lưới có cá, nó cũng sai thằng chồng đem vô, thằng con tôi đem vô cho tôi. Rồi á, nó bắt ốc về nó nấu, nó lễ ra, nó cũng sai thằng chồng nó đem vô. Rồi nhiều khi nó vô đây giăng lưới ở sông này, nó cũng lên nó đưa mẹ ăn cá không. Nhiều khi thì tôi ăn, nhiều khi tôi nói thôi tao không ăn, bay đem dìu ái đi. Thì thấy giờ nó ở với con cũng 5-6 năm rồi, thôi kệ mẹ nó đi. Chứ giờ buồn ấy, buồn thì để bụng, chứ giờ giận hờn nó hoài cũng có lợi ích gì cho mình. Cô sẽ vô tư. Cô cũng mà... cũng cho nó tới lui á, là nó đi ăn lưới đồ vô cho cá, nhiều khi nó vô đây ngồi chơi chị em nó nữa. Rồi nó ăn nó nhậu hoài luôn, thấy không, nó rủ thằng trai tôi đi nhậu, nhiều khi nó rủ đi nhậu. Rồi Thảo rủ đi nhậu luôn. Rồi có nhậu ở đây không cô? Có luôn. Trời ơi. Mà không nhậu nhà tôi nha. Trời ơi. Nhưng nhậu lét bên chị em nó đâu á, chứ nó không nhậu tòa tôi. Dạ. Ừ. Rồi nó vô rủ chị Bãi nữa nè. Rồi chị Bãi nó hôn mày rủ tao đi, hồi ba cạo cái đầu không còn đứa. Dạ. Nó thì tôi la thì con tôi nó cũng nói vậy. Rồi nó nhậu chừng những ngày khác, nếu mấy chú không tin, mấy chú hỏi từ cái nhà mấy dưới này xuống dài ở dưới. Nếu mà con Thảo không có đi nhậu với người ta đi, yeah, hoàn toàn tôi chịu trách nhiệm hết. Mà nó lên đó nó nói là nó không biết nhậu, nó không biết uống. À, chị Bảy rủ uống bia, hai lon bia. Rồi cuối cùng chị Bảy đi gần máy mua bia hơi mấy chai mà em đâu có uống, nói với cái người đó. Dạ, rồi. Em đâu có uống, dạ, em dạ. Uống con miếng nè. Thì qua những chia sẻ của cô á, thì anh em sẽ truyền tải thông điệp lên. Cô đồng ý là cho phép các anh em chia sẻ cái video trên mạng hả cô ha?
Thì bây giờ chú, mấy chú lại đang quay thì mấy chú cũng làm thôi. Cô có đồng ý cho tụi con chia sẻ thôi. Cô khẳng định là những cái lời nói của cô hiện tại hồi nãy giờ là chia sẻ trên mạng đây nè, là đúng sự thật cái câu chuyện cô. Tôi hoàn toàn tôi chịu trách nhiệm. Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi con cảm ơn cô để con sẽ làm tại nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn cô rất nhiều. Dạ thì anh Quậy cũng vừa mới về đúng không? Thì Tâm sẽ mời. Ôi, cái này sẽ mời Quậy vô. Là cách đó 3 năm đó. Trò chuyện với khán giả luôn. Cái lộn đó mà nó kéo con tôi.